Đồ Gỗ Kỳ Bắc xin kính chào quý khách. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020, và trên màn ảnh quý vị đang theo dõi là một bộ âu á hộp trương voi bằng chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Và cái bộ sản phẩm này thì cơ sở chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh Tiến, anh đến từ thôn Đông, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Linh. Và anh Tiến đã về trực tiếp để ký duyệt cũng như là đặt mua một cái bộ sản phẩm nội thất phòng khách, một bộ sản phẩm hàng siêu dày, siêu VIP và vô cùng có đỉnh cao giá trị khách hàng nhé. Và thiết kế của bộ sản phẩm này gồm có 6 món, đó là một chiếc đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn lớn, một đôn kẹp đầu bàn và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Và hôm nay thì chúng tôi đã chính thức là hoàn thiện xong phần sơn BU, và sau khi kết thúc cái video clip này thì chúng tôi sẽ tiến hành là bốc xếp lên xe và bàn giao đến cho gia đình nhà anh Tiến này nhá. Và để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu cho mình một bộ bàn ghế hàng đỉnh cao cũng như là vô cùng giá trị này, thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để cùng sở chúng tôi đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm cũng như là phần công bố công khai giá thành để khách hàng có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và trên màn ảnh quý vị đang theo dõi là một chiếc đoạn dài có tổng kích thước là 2m45, sâu là 78 và cao tổng thể từ mặt đất cho đến phần đỉnh trương là cao 1m17. Với thông số kỹ thuật như là vách tựa lưng và ván mặt là dày 2 phân và là hàng liền tấm bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Vách tựa lưng thì được cơ sở chúng tôi là đục tích tứ bình, tùng cúc trúc mai và tích đục sâu là 1/3 các nhà nhé. Và chúng tôi đã hoàn thiện trên nền sơn là GO7, một dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Nó đưa ra mắt một mặt hàng có chất lượng cực kỳ là cao. Và cái phần khung xương ván vách thì chúng tôi làm có độ dày là 6 phân, cột là bản rộng 10 dày 7 phân và cái đỉnh trương voi thì chúng tôi làm cực kỳ là dày dặn các nhé, cực kỳ là dày dặn và hoàn thiện rất là kỹ càng. Và cái phần trương voi thì chúng tôi làm có tổng chiều rộng là 52 và dày là 10 phân các nhé. Độ dày là 10 phân, rất là dày dặn và hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn là GO7. Đó. Và cái bản cột thì chúng tôi làm có độ dày là 7 phân và rộng là 10 phân. Và vành cực kỳ là cong các nhá, vành rất là cong, và toàn bộ các cái phần khung xương cũng như là cái phần ván vách thì chúng tôi làm vành cũng như là dẻo theo cái phần cột bên ngoài. Đó, và khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái phần giá trị cũng như là cái phần ván mặt của chiếc đoạn dài thì chúng tôi làm ván có độ dày là 2 phân và toàn bộ làm ván liền một tấm các nhá. Ván có độ dày là 2 phân, khuôn tranh và dạ yếm thì chúng tôi làm 3,5 phân, nó rất là dày. Và quý khách hàng có thể chiêm ngưỡng được mức độ hoàn thiện cũng như là mức độ chọn gỗ chọn vân là hàng lục lạc trần lõi, và hơn nữa là chúng tôi là chọn lựa cũng như là lọc lựa là toàn bộ cái bộ sản phẩm này là hàng lục lạc không tâm không tim, không dập và không rác, vô cùng là đỉnh cao các bạn nhé, rất là đỉnh cao. Và tiếp đến là toàn bộ các cái phần tay hộp thì chúng tôi làm là tay hộp có độ dày là 2 phân và chúng tôi là phủ sơn BU nhẵn nhụi cả đằng sau các bạn nhé, từ trên xuống dưới, từ trước xuống sau và từ trong ra ngoài, rất là đẳng cấp. Và tiếp đến là hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước, rộng là 96, sâu là 78 và cao từ mặt đất cho đến phần đỉnh trương là cao 1m17. Vách tựa lưng ván mặt vẫn là 2 phân, khuôn tranh và dạ yếm thì chúng tôi làm 3,5 phân, và ván tay hộp là ván liền tấm dày là 2 phân. Xương thì chúng tôi làm có bản dày là 6 phân nhá, trương là trương liền, dày là 10 phân, cột là bản dày 7 rộng 10. Nó rất là dày dặn và đỉnh cao cho một bộ sản phẩm âu á hộp trương voi bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Và giá thành thì hiện tại cơ sở chúng tôi đang chào bán bộ sản phẩm này với giá là 38 triệu đồng cho một bộ sản phẩm hàng hoàn thiện rất là kỹ càng và có hỗ trợ quý khách là 30 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Rất là đẹp các bạn nhá. Và tiếp đến là chiếc bàn lớn có kích thước là 75 x 1m47 tính trên mặt khuôn tranh, và chiều cao từ mặt đất cho đến mặt bàn là 58 phân. Ván mặt thì chúng tôi làm có độ dày là 2 phân và là ván một lá các bạn nhé, ván một lá cực kỳ là dày dặn và rất là to, và tuyển chọn về vân gỗ hàng lục lạc trần lõi. Và toàn bộ thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với chúng tôi theo hai số điện thoại, đó là 096882 từ quý 0 và 086882 từ quý 0 để sở chúng tôi tư vấn cũng như là báo giá đến toàn bộ quý khách hàng. Chiều cao từ mặt đất cho đến mặt bàn là 58 phân các bạn nhé, khuôn tranh là dày 3,5 phân. Và tiếp đến là hai chiếc ghế đơn thì chúng tôi làm có kích thước là 40 x 40, đối với cái sản phẩm là ghế ngồi, cái đôn ngồi, và có chiều cao từ mặt đất cho đến mặt ngồi là 44 phân, ván mặt liền tấm dày 2 phân, khuôn tranh và dạ yếm là dày 3,5 phân các bạn nhé. Và hàng hoàn thiện cực kỳ là kỹ càng
từ trên xuống dưới, và anh Tiến đã về trực tiếp để ký vào cái phần gầm của bộ sản phẩm này. Đó, rất là đẹp, các em có thể chiêm ngưỡng trên màn ảnh, hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn là GO7. Và khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm muốn sở hữu cho mình một bộ bàn ghế tương tự, hoặc là muốn tham khảo thêm những cái bộ sản phẩm hàng 8 món, 10 món với thông số kỹ thuật, độ dày dặn khác nhau, thì có thể liên hệ với cơ sở chúng tôi để chúng tôi tư vấn cũng như là báo giá cụ thể đến toàn bộ quý khách hàng. Và khách hàng có thể chiêm ngưỡng lại một lần nữa cái bộ sản phẩm của anh Tiến là một bộ sản phẩm hàng đỉnh cao, hàng hoàn thiện rất là kỹ càng hả nhá. Phủ sơn là đều màu với giá thành là 38 triệu đồng là giá hoàn thiện, kỹ đẹp và bao gồm cả kính mặt bàn cũng như là kính mặt đôn. Và chúng tôi có hỗ trợ quý khách là 30 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Với chiếc đôn kẹp đầu bàn hay còn gọi là một chiếc bàn nhỏ có kích thước là 40x75, ván mặt và là liền một tấm khuôn tranh và dạ yếm dày là 3,5 phân. À, cực kỳ là dày dặn các bạn nhé, rất là dày dặn. Và chúng tôi là phủ sơn cực kỳ đều màu. Và chiếc bàn nhỏ này có bố trí một chiếc ngăn kéo để khách hàng có thể đựng chè thuốc rất là tiện. Chân là bản vuông 8 phân. Đó. Chân là bản vuông 8 phân các bạn nhé. Hoàn thiện rất là kỹ càng. Và bao quát qua một lượt để khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái bộ sản phẩm của anh Tiến. Là một bộ sản phẩm hàng hoàn thiện rất là kỹ, bằng chất liệu là gỗ hương đáo làm phi và hoàn thiện trên nền sơn là GO7. Toàn bộ các cái phần chi tiết đục chạm thì chúng tôi đã đục bằng CNC và đã qua quá trình sửa te rất là kỹ hả nhá. Và toàn bộ thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu thì có thể liên hệ hoặc kết nối giao đầu với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn ảnh. Và video clip của chúng tôi xin tạm dừng kết thúc tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.